Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của VFTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với trận đấu trên sân Bắc Việt buổi chiều ngày hôm nay. Giải bóng thuộc khuôn khổ giải bóng đá ngành vật liệu xây dựng và nội thất Hà Nội. Và đây là câu góp mặt của hai đội tuyển trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là Royal Amuta đối đầu với các cầu thủ bên phía Fendi. Các cầu thủ bên phía Royal Amuta đã dùng áo xanh quần xanh, còn các cầu thủ bên phía Fendi sẽ là trang phục áo đỏ và quần đỏ. Phản công dành cho Amuta, không kịp quyết rồi.
một tình huống mà trọng tài không cho phép các cầu thủ Royal Amuta theo lực cứu bóng vừa rồi. Đang có cơ hội ngay từ phút đầu trận dành cho cả hai đội bóng của chúng ta. Vào mép ngoài của khung thành. Cho người ra việc, cho người ra việc, kéo người ta lên. Quay bên kia các em, bên kia đi. Con nào sơn lên nào sơn nhất lên. Sơn lên đi, lên đi, đưa đó. Em buồn thế. Bóng đi hết bên dọc. Đi
我们的人民有希望，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 我
Rất chắc là ông ta cầm bóng qua đầu cấp. Đang là các cầu thủ bên phía xem đi. Đánh cầu cao đá phạt này. Trọng tài đã cắt cỏ. Tài ơi, phải lên được mà. Tài đã cắt cỏ trong tình huống vừa rồi. Đây sẽ là một quả đá phạt trực tiếp. Đứng trọng là số 15 của Fendi. Có lẽ sẽ là một tình huống phối hợp đá phạt nhưng vọng kỳ mà thôi. Xuống đáy biển, căng ngang, không được rồi. Tình huống qua đi, cơ hội qua đi trước mũi giày các cầu thủ bên phía Fendi. Đến từ cả hai đội. Chấp công việc, chấp công việc đã. À Son, hay Son. Liên tiếp là những phối hợp nhỏ tương đối hay của các cầu thủ bên phía. Chưa thể có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ áo đỏ của chúng ta. Tình huống mà đường chuyển cuối cùng hơi mạnh so với đà di chuyển của người đội bên phía Fendi trong tình huống vừa rồi. Không vào luôn đâu. Quay lại, quay lại luôn. Điều này. Rất khéo léo và tỷ số là 2-0. Một tình huống đã ống vô cùng dễ dàng. Tình huống quy kết tinh tế. Hai không, hai không để cho đội bóng áo đỏ của chúng ta. Đang là và tỷ số đang là 2-0 nhưng về các cầu thủ bên phía Fendi. Quay đường chuyển chéo sân và làm mất bóng của các cầu thủ bên phía Fendi. Cụ thể đó là số 8 bên phía Fendi. Số 10 Amuta làm gì đây? Lợi thế rất kỹ thuật.
vẫn đang hơi bí bách tới từ các cầu thủ bên phía Real Amuta. Một số đã thay đổi và ngay lập tức là Fendi là mất bóng. Bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ bên phía Fendi hay không? Đúng như vậy thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. 3-0 dành cho cầu thủ bên phía Fendi. Một cú sút trung đích tiếp theo của các cầu thủ bên phía Fendi. Bên phía Fendi. Trận đấu tới giờ thì thủ thành bên phía Fendi đã chưa phải hoạt động nhiều. Nào có một trận đấu tương đối nhàn nhã. Oh,
Cú sút rất nguy hiểm, một cú sút mà bóng đi sát sát với cột dọc của khung thành bên phía các thủ Royal Amato. Đá biên dành cho cầu thủ bên phía Royal Amuta. Đá biên dành cho Fendi. Bóng dành cho cầu thủ bên phía Royal Amota, liệu có bàn thắng rút ngắn tỷ số hay không? Đẩy bóng hơi dài trong tình huống vừa rồi. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc và tỷ số tạm thời là 3-0. 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ bên phía Fendi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.
Chúng ta cùng quay trở lại với hiệp hai trận đấu giữa các cầu thủ bên phía Royal Amuta đối đầu với các cầu thủ bên phía Fendi. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì tỷ số tạm thời đang là 3-0 nghiêng về phía đội bóng áo đỏ trong trận đấu ngày hôm nay. Một tỷ số phải nói là vô cùng áp đảo ở hiệp 1, cũng vô cùng xứng đáng khi mà họ đang tỏ ra vô cùng chiến thuật. Một đường chuyền không thành công của số 8 bên phía Royal Amuta không có lỗi. Vẫn đang xoay sở, mất bóng rồi. Lên bóng dành cho các cầu thủ Fendi. Trong hiệp 1 của trận đấu lần này rất ít tình huống mà chúng ta được nhìn thấy thủ thành bên phía Royal Amuta. Đó là thủ thành bên phía Royal Fendi mới đúng. Số 10 có cầu thủ bên phía Fendi vừa rồi đã tung ra một cú sút vô cùng nguy hiểm. Một cú sút trúng đích tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía Royal, bên phía Fendi. Và chỉ có một quả đá phạt góc dành cho họ mà thôi. Thì thủ thành bên phía Royal Amuta đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Như vậy là đã có
bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ bên phía Royal Amota. Bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 dành cho họ. Và có lẽ sau bàn thắng này thì tinh thần của các cầu thủ áo xanh sẽ được trở lại và họ sẽ tham gia vào trận đấu này với một tinh thần tốt hơn. Không, liệu có bàn thắng thứ hai hay không? Không được rồi. Cầu môn của các cầu thủ bên phía Fendi trong tình huống vừa rồi đã dùng lên bần bật đúng nghĩa đèn. Họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 để tiếp tục nuôi hy vọng trong trận đấu ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện tại thì tôi sẽ cổ vũ đội bóng hoa sảnh để trận đấu trở nên hay hơn. Cú sút! Lại là một cú sút bóng đi sát sạt cột dọc. Đúng như tôi dự đoán thì sau bàn thắng vừa rồi, các cầu thủ bên phía Royal Amota đang lấy lại chính mình. Và họ có được một pha phần góc sau tình huống sút bóng nguy hiểm vừa rồi. Ném bóng rất tốt của thủ thành bên phía Royal Amut, bên phía Fendi. Nhầm thế. Tài quyết định sẽ là một tình huống nhắc nhở dành cho cầu thủ bên phía Royal Amota sau một tình huống vào bóng từ phía sau. Đây sẽ là một quả đá phạt trực tiếp. Có lẽ vẫn là phối hợp đá phạt mà thôi. Sút bóng ngay. Cú sút một chạm ngay đến từ sau pha phối hợp đá phạt. Mất bóng nguy hiểm. Chẻ bóng tốt tới từ số 4 bên phía Royal Amota. Và giả vào và phá bóng hợp lý tới từ thủ thành bên phía Royal Amota, bên phía Fendi. Đây là một tình huống nguy hiểm, quyết định không tung ra cú sút mà đó là một đường căng ngang tới từ số 4 bên phía Royal Amota. Và đây là phản công. Có kịp không? Bóng đã qua rồi. Như vậy là chưa có bàn thắng. Rất tuyệt vời với một pha cản phá bóng ngay trước vạch vôi. Tới từ số 24 bên phía Royal Amota. Một pha cứu thua như một bàn thắng. Đá chân đi ra đi. Đồng viên này. Vẫn còn đối mặt rất chống chải, quyết định không sút bóng. Thời đồng đội tới từ những người đồng đội bên phía Fendi. Vừa rồi họ đã có một cơ hội rõ rệt để nâng tỷ số lên 4-1, tuy nhiên họ quyết định không tận dụng cơ hội đó.
đang chờ tìm góc sút và tìm những người đồng đội của mình. Pha khống chế bóng không tốt sau đó đã làm cơ hội của các cầu thủ bên phía đội Amuta trôi đi. Chuyền đảo cánh tương đối hải lên là số 4 bên phía Amuta đưa bóng vào, không có một người đồng đội nào ở phía bên trong để có thể tạo ra một điểm cắt cả. Bên phía Fendi đường chuyền chọc khe hay, những cú sút phải nói là hơi vội vàng tới từ đội bóng áo đỏ, có lẽ họ cũng không cần chắc chịu quá nhiều nữa, nhưng nếu quá phùng phí những cơ hội như vậy thì rất dễ họ phải nhận một số đòn hồi mã thưởng và một số những bảng thua rút ngắn tỷ số nữa. Bây giờ cách biệt đang còn là 2 bảng, tỷ số đang là 3-1 nghiêng về các cầu thủ bên phía Fendi. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ bên phía Royal Amuta. Họ đang khí thế lên hơn bao giờ hết. Bây giờ cách biệt chỉ còn là 1 bàn thôi. Như tôi đã nói, nếu cứ phung phí những cơ hội của mình thì Fendi sẽ phải trả giá một cái giá không hề rẻ. Tiếp tục cắt được bóng tới từ Royal Amuta, quyết định là sút ngay, một cú sút cũng tương đối nguy hiểm. Liệu trong ít phút còn lại thì Royal Amuta có được bàn thắng rút ngắn gỡ hòa hay không? Khi mà bây giờ tỷ số đang là 2-3 rồi. Nếu có được bàn thắng gỡ hòa thì đây cũng không khác gì là một chiến thắng dành cho cầu thủ bên phía Royal Amuta, thì họ dường như đã trở về từ cõi chết. Đây sẽ là cơ hội để gỡ hòa dành cho các thủ bên phía Royal Amuta, khi mà họ đang đứng trước một quả đá phạt góc, một cơ hội để gỡ hòa trong trận đấu ngày hôm nay. Quang ơi!
đá biển tiếp theo dành cho RA Muta. Phối hợp đá biển. Chéo bóng vào, bóng đã được phá ra. Không có lỗi tới từ số 21 bên phía Royal Amota. Tuy nhiên thì ngay sau đó họ đã đoạt lại được bóng rồi. Tranh chấp rất dát tới từ cả hai đội. Bóng vẫn còn trong cuộc. Số 18 bên phía Amota. Bóng vẫn còn dành cho Amota. Làm gì đây? Tiếng còi đã được cắt lên. Và sẽ là đá phạt dành cho đội bóng áo xanh của chúng ta. Đội đập mặt, không thể có một đường chuyền chọc khe cuối cùng một cạnh chính xác nhất. Vẫn đang là các cầu thủ Amota. Chỉ có một quả đá biên dành cho Amota mà thôi. Họ đang đẩy lên rất sát rồi. Họ đang rất gần với bàn thắng rút ngắn tỷ số rồi. Đúng hơn đó là bàn thắng gỡ hòa dành cho Amota. Một pha không chơi bóng chưa được tốt của số 4 bên phía Royal Amota. Đây là cơ hội để rút ngắn, để gỡ hòa. Nhưng quá cầu toàn tới từ số 8 bên phía Amota. Có thể tung ra một cú nã đại bác ngay từ khoảng cách đó. Tuy nhiên thì anh quyết định thực hiện một đường chuyền để chắc chắn hơn. Tuy nhiên sự cầu toàn đó lại không đem lại tác dụng dành cho cầu thủ bên phía fan, bên phía Amota. Tiếp tục cắt được bóng tới từ Amota. Đây là số 8 bên phía Amota. Chắc chắn là sẽ có lỗi. Không biết là sẽ có một tấm thẻ vàng nào không. Trọng tài đã gọi cầu thủ vừa phạm lỗi lại phía mình. Và trên tay đang chuẩn bị một tấm thẻ. Một tấm thẻ vàng. Tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ vừa phạm lỗi bên phía Fendi. Có thẻ thì chắc chắn là sẽ có còi rồi, hàng rào sẽ được dựng lên và không biết đây sẽ là một tình huống đá phạt sút thẳng hay là phối hợp đá phạt đây. Thì hai bên cánh đều đang có những người đồng đội Amota của mình. Bồn bên phía Fendi vừa rồi đã có một tình huống ra vào tốt. Trong hiệp 2 của trận đấu lần này thì hàng thủ và thủ môn của Fendi đã phải hoạt động vất vả hơn rất nhiều.
Uống về đi em ơi. Bỏ qua chúng vậy hết không? Chấp về đi. Số 3 bên phía Fendi trong tình huống vừa rồi. Phối hợp gần vòng cấm chưa thể đánh đầu. Dành cho các đội tuyển Amota. Không hiểu ý đến từ những người đồng đội bên phía Amota trong tình huống vừa rồi. Đây là số 20 bên Fendi quyết định thực hiện cú sút chân trái này. Một tình huống xử lý cá nhân tới từ số 20 bên phía Fendi. Amota. Những tình huống cơ hội đang đến vô cùng nhiều dành cho Amota, tuy nhiên họ vẫn chưa thể
quy đổi nó thành bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu ngày hôm nay và để trận đấu về vạch xuất phát. Những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay rồi. Các cầu thủ bên phía Royal Arm mô tả sẽ phải đẩy đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa mà thôi. Nếu họ muốn tiếp tục trận đấu này sẽ đi xa hơn thì bắt buộc sẽ phải làm vậy. Quả phạt bóng rất dài. Số 20 của Fendi đã có bóng, tuy nhiên thì đường truyền xuống đáy liền là không tốt, là không thành công. Không chế bóng không thành công của số 20 là phía Fendi. Những người đồng đội của mình ở tuyến trên. Cơ hội trôi qua dành cho các thủ bên phía Am Tả. Cơ hội gần như là cuối cùng dành cho thủ Am Tả. Rất khéo léo, mất bóng nguy hiểm. Tài đã nhìn đồng hồ rồi. Các cầu thủ bên phía Amota cần phải khẩn trương hơn. Đây là cơ hội dành cho họ. Chào bóng vào, không thành công. Một quả đá phạt trực tiếp, một cơ hội rõ 1-1 để các cầu thủ bên phía Royal Amota có thể gỡ hỏa để đưa trận đấu này đi xa hơn. Và đây gần như là cơ hội cuối cùng dành cho họ rồi, khi tôi đã để ý trọng tài nhìn đồng hồ rất nhiều lần. Đang bàn bạc rất kỹ lưỡng để đầu tư
Mọi chất sẵn trọng tài đá phạt lần này tới từ các cầu thủ bên phía Amota. Có lẽ họ sẽ vô cùng chắc chịu tình huống này. Phối hợp đá phạt, tình huống qua đi rồi. Một tình huống phối hợp đá phạt không thành công. Hai bên kia được, hai bên kia. Bóng vẫn còn trong cuộc. Lên bóng dành cho Amota, lên bóng cuối cùng chẳng. Chéo bóng. Vẫn còn. Sút bóng đi. Không được. Cú sút. Bóng đã được phá lên. Như vậy là hết rồi. Chiến thắng dành cho Fendi và những người bạn của mình. Xin chúc mừng Fendi. Tỷ số chung cuộc là 3-2. Hẹn gặp quý vị và khán giả vào những trận đấu lần sau. Bạn ơi, bạn tắt đi bạn ơi.